Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 4, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 mở rộng đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Albert, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và 45 trên 48 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 4 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý 1 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Dự thảo chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 29 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo chương trình của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Dự thảo chương trình của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, với các dự thảo chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, các đại biểu phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất giải pháp chủ yếu để lãnh đạo triển khai hiệu quả những nghị quyết đã đề ra. Hội nghị diễn ra trong một ngày, quyết định và thông qua những vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung làm việc tại hội nghị. Đồng thời liên hệ với hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các báo cáo để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.